Chào toàn thể các bác và các bác thợ bẫy chim nhá. Hôm nay tôi lại đưa đến các bác cái xào gác chim cu, xào gác chim chích chòe trò mào. Nói chung là một cái xào cho các bác thợ bẫy chim, một sản phẩm dành cho tất cả các bác quan tâm. Quá trình giao dịch thì các bác tham khảo video trước khi, tham khảo kỹ video trước khi mình lựa chọn sẽ mua cái sản phẩm nào bên chúng tôi bán nhá. Ở cái video này tôi cũng nói luôn là tôi sẽ thông báo giá công khai luôn để các bác tiện giao dịch trong cái mẫu xào này. Giá tôi thông báo ở cuối video, các bác quan tâm thì xem hết, tôi giới thiệu sản phẩm xong tôi sẽ báo giá công khai ở phần cuối video cho cái mẫu xào Inox. Xào Inox hôm nay là cây 6m. Cây 6m này. Mẫu 6m này, xào Inox thì đây, chất liệu thì như các bác thấy luôn. Inox 100%. Loại này thì dày 0,7 0,8 ly. Một cây của nó thì là có 5 lóng. 1 2 3 4 5. Ở đầu này thì được bắt một cái như này để các bác có thể tiện bắt ốc hoặc là chế cháo những cái dụng cụ cần. Để có bác mua về để làm cần keo để bẫy chim sẻ, đấy là tính năng của nó. Mua về mục đích nào thì các bác xem video, sau đấy mình mua về mình làm cái gì thì mình làm. Nhưng có bác thì mua về làm xào đi căng lưới bẫy chim với tàng hình. Xào thì rất đa năng, tôi giới thiệu như vậy. Rút tối đa, cây này rút tối đa lên thì là nó được 6m này. Là mẫu cao nhất trong cái mẫu xào Inox. Mẫu xào Inox thì mẫu cao nhất là mẫu 6m. Còn mẫu hợp kim ý, thì là cao nhất là 6m rưỡi. Cao hơn nữa thì nói thật các bác là rất chi là yếu. Đây là mẫu 6m. Toàn bộ sản phẩm như này. Các nhìn à, kỹ chưa? À, tôi thông báo luôn giá của cái xào gác chim, xào treo chim này có mẫu 6m là 300.000. 300.000 là mới có độc cả, là bên tôi đã bao cước phí rồi, giá 300 nhá các bác nhá. Bao cước, giá 300 là bao cước rồi. Tuy nhiên là nó chỉ có một cái xào tính từ đây và hết như này. Đó là một cái xào. Thế còn mua khâu liêm và mua túi thì sẽ phải cộng thêm tiền. Bởi vì túi thì nó cũng có hai kiểu túi, khâu liêm thì nó có nhiều kiểu khâu liêm. Tức là khâu liêm như này, như cái này là loại đắt tiền này. Nguyên cái khâu liêm này đã hơn 100 rồi. Thế còn cái khâu liêm mà bình dân, bằng thép bình dân thì là 40.000. Cái túi thì tầm độ khoảng 40.000 nữa thôi. Tức là mua đến đâu thì chúng tôi sẽ cộng tiền vào đến đấy. Còn nguyên của cái cây này chỉ có 300 thôi. 300 là bao cước cho các bác rồi. Các bác lựa chọn kỹ trước khi mua sản phẩm nhá. Rất là mong các bác ủng hộ cho sản phẩm bên cơ sở chúng tôi. Một lần nữa xin được cảm ơn và chào toàn thể các bác.